Xin chào các bạn, mình đang có mặt tại cái sự kiện Mystery ở Singapore. Và tại sự kiện này thì mình đã bắt gặp một cái gian hàng rất là hay của Iris, một cái công ty chị em với Canon. Đây là một cái hãng chuyên làm những cái thiết bị như là máy quét và đặc biệt là những cái chiếc máy nhận diện ký tự như là cái mà mình đang cầm trên tay. Đây là một cái Iris Pen Air và nó sẽ giúp chúng ta chuyển đổi cái văn bản từ văn bản bằng chữ trên giấy sang văn bản kỹ thuật số. Thì bây giờ mình sẽ thử cái tính năng của nó cho các bạn xem. Cái máy này thì có cái giá khoảng 139 đô, khá là rẻ. Và nó hoạt động theo cái cơ chế OCR. Và đây là cái thiết kế của nó. Đó, nó rất là nhỏ gọn và nó dùng kết nối Bluetooth và có pin rời. Có thể sạc qua cái cổng bằng phía sau này. Và đây là cái đầu web của nó. Có một con mắt quang học. Và cái này hoạt động với các cái ứng dụng trên Android, iOS và Windows và cả Mac. Bây giờ mình sẽ thử cái tính năng của nó. Thì ở đây mình đã có một cái iPhone của cái anh mà mình thông thường ở cái gian hàng này. Và nó đã cài sẵn một cái ứng dụng gọi là Iris Pen. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đè nó xuống tầm 4 giây là để mở nó lên. Nó sẽ kết nối, tự động kết nối Bluetooth và báo pin. Và đây mình sẽ mở lên, mình sẽ mở một cái trang mới, này bằng tiếng Pháp. Đây mình sẽ quét trên cái văn bản này. Mình sẽ quét như thế này. Thì các bạn có thể thấy là ở trên cái iPhone này nó đã nhận dạng được là những cái chữ cái, những cái ký tự mình đã quét xong. Và với cái ứng dụng này thì chúng ta có thể chuyển đổi sang cái ngôn ngữ khác. Có hỗ trợ tính năng dịch thuật với rất là nhiều ngôn ngữ và có thể chia sẻ nó với lại những cái dịch vụ như là email, Dropbox và Google Drive. Mình sẽ thử lại một lần nữa ha. Đó, nó nhận diện rất là nhanh. Và cái hãng Iris cho biết thì cái keybook này có thể nhận diện được khoảng 135 ngôn ngữ khác nhau. Đó, và đây là những tính năng, những ngôn ngữ mà nó hỗ trợ để chuyển đổi. Có tiếng Việt hay không? À, có tiếng Việt. Đó, anh chuyển từ tiếng Anh trên cái văn bản giấy này sang tiếng Việt rất là tiện lợi. Và cái hãng Iris này thì mình đã bắt gặp hai lần tại kỳ Display năm ngoái và năm nay. Và năm nay thì mình được biết là hãng đã ký kết được với cái công ty nhà phân phối là DigiWorld của Việt Nam để đưa những cái sản phẩm này về Việt Nam. Nếu mà các bạn thường xuyên làm việc văn bản cũng như là muốn tìm kiếm một giải pháp web văn bản để chuyển đổi từ văn bản giấy theo văn bản kỹ thuật số thì Iris là một cái sự lựa chọn rất là hay. Xin cảm ơn các bạn.